đã không còn là cảnh báo. Nắng nóng gay gắt và kéo dài, hàng loạt vụ cháy nổ đã xảy ra trên khắp cả nước. Từ những vùng nông thôn đến trung tâm đô thị, khi mà nền nhiệt tăng cao, các vật liệu trở nên khô kiệt, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng rất dễ xảy ra cháy. Thống kê của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2 vừa qua, cả nước đã xảy ra 447 vụ cháy, làm chết 11 người, bị thương 10 người. Tổng thiệt hại tài sản là hơn 27 tỷ đồng. Nếu so với tháng 1 thì tăng 71 vụ, tăng 6 người chết và tăng 9 người bị thương. Chắc hẳn là nhiều quý khán giả cũng có cùng tâm trạng như tôi. Mỗi lần xem hoặc là nghe các thông tin về các vụ cháy đều cảm thấy sợ và lo lắng. Bởi vì tài sản tích góp cả cuộc đời, thậm chí là tính mạng của người dân đều chực chờ trước nguy hiểm. Nhận diện nguy cơ và chủ động phòng chống, đó là điều cần làm ngay lúc này. Bởi theo dự báo, nắng nóng sẽ vẫn còn kéo dài. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ. Xin chào Thượng tá. Xin chào quý vị. Ngay lúc này thì quý khán giả cũng có thể đặt câu hỏi cho Thượng tá Thiêm theo số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 0901-282-282. Lời đầu tiên thì xin được chúc mừng đơn vị đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thưởng nóng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dập lửa ở gara ô tô quận Ninh Kiều vào trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua. Dù không có thiệt hại về người nhưng mà về vật chất là không hề nhỏ. Nhìn lại vụ cháy này thì Thượng tá có thể cho biết khó khăn lớn nhất trong công tác chữa cháy ở đây là gì? Đối với đám cháy này thì có đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì tôi nêu được hai cái khó khăn lớn nhất mà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp phải. Cái thứ nhất là khi xác định xảy ra cháy tại đối với cơ sở sửa xe ô tô thì luôn tồn chứa một cái lượng nhất định là các chất dễ cháy như là xăng dầu, rồi dung môi, hóa chất dễ cháy. Và đối với những cái chất này là khi xảy ra cháy thì cái nhiệt lượng tỏa ra rất lớn, cho nên là gây khó khăn trong tác tiếp cận để chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Cái nguyên nhân thứ hai là đối với cơ sở này thì là chỉ có một cái hướng để tiếp cận chính để mà phục vụ trong tác chữa cháy. Tuy nhiên là với cái hướng này thì nhiệt lượng tỏa ra lớn và đồng thời phải kèm với khói, cho nên là tỏa ra, cho nên là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy rất khó khăn để tiếp cận dập tắt đám cháy. Dạ, nguy cơ cháy nổ là luôn trực chờ, nhất là trong mùa nắng nóng như thế này. Khi tìm hiểu thực tế đời sống sinh hoạt cũng như là sản xuất của bà con người dân mình thì Thượng tá có thể cho biết là có những nguyên nhân gì dễ dẫn tới những vụ cháy? Đối với hộ gia đình hay là những cái hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh thì luôn cũng tiềm ẩn nhiều cái nguyên nhân có khả năng dẫn đến cháy tại hộ gia đình. Đơn cử như việc mà đun nấu, rồi việc thắp nhang thờ cúng hay là việc đốt đèn cầy, và đặc biệt là đối với việc sử dụng hệ thống điện. Vì vậy nên trong quá trình đun nấu thì bà con chúng ta phải thường xuyên để mà trông coi, không nên là lơ là, mất cảnh giác dẫn đến là nó sẽ dẫn đến cháy. Hoặc ví dụ như sử dụng hệ thống điện thì chúng ta phải lưu ý không để là cắm nhiều thiết bị điện vào chung một cái ổ cắm, hoặc là ví dụ như là dây dẫn điện chúng ta không kiểm tra lâu ngày sử dụng thì nó dẫn đến ải mục và dễ dẫn đến là chập mạch điện gây cháy. Liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay thì một khán giả có số điện thoại cuối là 008 đang gọi điện đến đường dây nóng của VTV Cần Thơ 0901-282-282. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với khán giả. Alo, xin chào chương trình. Xin chào khán giả. Kể từ khi xảy ra vụ cháy ở tiệm sửa xe ô tô á, thì tôi và gia đình tôi rất lo lắng. Nãy giờ nghe những cảnh báo của chương trình về những nguy cơ tiềm ẩn thì tôi thấy xung quanh mình cũng có rất nhiều trường hợp như vậy. Vậy thì gia đình tôi cần trang bị những gì nếu chẳng may cháy xảy ra? Xin cảm ơn chương trình. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Và tôi nghĩ đây cũng là thắc mắc của rất là nhiều người. Xin mời Thượng tá có thể giải đáp. Đúng là rõ ràng là đối với bà con lo lắng như vậy thì đây là một cái lo lắng rất chính đáng của người dân, bởi vì đặc biệt là trong cái thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay thì tuy nhiên là nếu ví dụ chúng ta mà làm công tác phòng ngừa tốt thì ý thức chúng ta luôn luôn duy trì thường xuyên thì tôi nghĩ là chúng ta bà con chúng ta cũng không nên là lo lắng quá mà ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt xã hội. Cho nên là và đồng thời đối với mỗi hộ gia đình thì ngoài cái mới nãy tôi có nói là về cái công tác
khi đun nấu, công tác phòng ngừa cháy nổ trong quá trình sử dụng khi đun nấu hay hệ thống điện, thì việc trang bị phương tiện chữa cháy tại hộ gia đình là phải rất cần thiết. Cụ thể là cố gắng chúng ta trang bị được một hoặc hai bình chữa cháy tùy theo quy mô của mỗi hộ gia đình. Đồng thời chúng ta trang bị những cái thiết bị cứu nạn như là mặt nạ lọc độc, búa, rìu, hoặc là ví dụ như là nhà chúng ta có nhiều cửa hoặc là một cửa chẳng hạn, thì chúng ta phải luôn luôn là để chìa khóa để sao mà mỗi người trong hộ gia đình đều biết để mà dễ lấy, để dễ sử dụng khi có sự cố xảy ra. Và luôn luôn chúng ta phải chủ động trong cái việc là đưa ra tình huống khi có sự cố thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Và một cái nữa là mỗi hộ dân chúng ta thì hiện nay thì Bộ Công an đang có kế hoạch là tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy. Vì vậy nên là rất mong bà con chúng ta tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy ở tại nơi ở của mình, để mà nhằm luôn luôn nâng cao ý thức về công tác phòng cháy nhằm không để xảy ra cháy nổ. Dạ, xin được cảm ơn thông tin từ Thượng tá. Nhìn lại năm 2023, số vụ cháy trên khắp cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số vụ cháy tại nhà dân là chiếm gần 1/3. Mọi sự cẩn trọng không bao giờ là thừa, bởi tài sản mất đi thì chúng ta có thể kiếm lại, nhưng mà con người thì không. Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng tá Kiều Cao Thiêm đã dành thời gian cho chương trình. Xin cảm ơn.